Bây giờ mấy anh em kiếm cái nước mà rửa lốc máy ở đâu xa mấy anh em ha. À, trên mạng nó có bán đầy hết em á nè. Ha. À, sạch sẽ luôn ha. Trắng bóc luôn nha anh em. Ha. À, nè, cái lốc này nó giờ cái lốc máy nó giờ cái này ha. Đó, lốc máy nó giờ cái đó. Cái này mấy anh em à, nước cửa xe nè ha. Đó, xuân phát ha. Đem thịt lên ha. Chai này chắc anh em rửa được cái máy này dơ, dơ dơ cũng rửa được mấy chiếc á. Các anh em thấy không? Đó, mình gửi xíu cho anh em xem ha. Đủ trắng không anh em? À, khỏi cần xăng xin lai gì hết á, mua cái chai về mình gửi ha. Ok. Đây nè mọi người, đây là thành quả sau khi mình gửi xong nè mọi người. À, gửi về được không mọi người? Thì ở dưới này nó đóng đất với nhiều quá, mình chỉ rửa ra được vậy thôi ha. Chiếc này là chiếc RSX đầy đầu quá mọi người. Nó nằm cả 28, 29 gì á. Có cái kẻ trong đây là mình rửa, nó trong đó không có đồ để rửa vô ha, mình rửa được vậy thôi ha. Lòng thì mình rửa được phía trên, ở dưới thì nó lâu ngày, đất lâu ngày mọi người ha. Cái đầu ha. Số nè mọi người. Thì như mới luôn ha mọi người ha. Cái video tới đây kết thúc với mọi người, hẹn gặp mọi người làm cái video, giờ có video lần sau ha, bye mọi người nha.